Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái video vừa nãy là tất cả các cặp quay mình cho đấu, và ngoài ra cũng có 7 con mình không cho đấu được, mà đa số là mấy con bị gãy vùng chiến đấu ha, trừ hai con là cánh chim bóng tối và ngạo kiếm vô song S là mình không chơi đấu rồi, là vì nó một con thì sơn lại rất mệt, một con thì vòng chiến đấu hết 50% là nhựa, lại còn là nhựa ABS nữa, dễ chóc lắm. Bây giờ mình sẽ cho đấu trận đầu tiên, đó là cánh chim bão tố và cánh chim bão lốc. Và cánh chim bão lốc này mình dùng cái đế nha, cái đế kia bị mất rồi và cái trục trung tâm của nó cũng bị gãy luôn. Và mặc dù nó bị rọt xuống khe nhưng mà cánh chim bão tố vẫn có thể đánh bại được cánh chim bão lốc. Tiếp theo mình cho ngọn lửa hoàng kim đấu với ngọn lửa sấm sét. Rồi thôi cho đấu lại luôn. Bây giờ thì cái bàn thi đấu của Nalo 2 mình khó lấy ra lắm. Mình lấy lại cái bàn Nalo 5 này mà nó rớt xuống khe rồi, đất chế vậy. Với lại cái bàn Nado 2 của mình nó cũng cũ lắm rồi, bị nứt hết trơn rồi. Sáu năm nữa rồi, năm nay là năm thứ sáu rồi cái bàn đấu Nado 2 đâu. Và chuẩn này thì ngọn lửa hoàng kim S thua anh em, ngọn lửa hoàng kim không có S. Hay nhầm mấy ngày vậy. Tiếp theo mình cho con quay chơi đấu với ngạo kiếm vô song nha. Còn con quay đây là hai con quay phòng thủ của Nado 1 và Nado 2 mình không chơi đấu được nha. Một con thì nó bị nứt cái vòng chiến đấu, bị nứt như nào tới cái chỗ này luôn. Nếu không có cái vòng màu vàng, cái vòng màu trong suốt nha, là nó nứt nứt nguyên cái cục ra luôn, rớt ra luôn. Còn cái cục này nó bị gãy cái vòng chiến đấu, mà cái phần còn lại nó nằm trong đế quay. Mình dùng cái con quay chế này và cho đấu với ngạo kiếm vô song nha. Và video này mình không cho mấy con quay Nado 2 đảo vào vòng chiến đấu nha, bởi vì mình cho đấu tới tận 16 trận và ngạo kiếm vô song thua rồi, con quay chế thì thắng. Tiếp theo mình cho Vô Văn Xanh Lam đấu với cánh chim bão lốc G.
Và vô ăn salam ấy nhầm, vô ăn salam thôi nha. Ở đây và lâu lắm rồi mình mới thấy một con cánh chim bão lóc ấy, nó đánh thắng được một cái con quay khác. Tiếp theo mình cho một con quay chế khác nữa là, mà con quay này là rất mua à, chế nha bộ nha, là con này là mua có linh kiện từ bộ ngọn lửa hoàng kim dòng chuyên nghiệp ấy, mình cho đấu với thiên thần, ủa chinh thiên thần tuyển. Và cái này nó có cái đế quay giống cánh chim bão, cánh chim muôn tội. Tuy là quay tấn công nhưng mà mình gắn cái đế cân bằng vô. Thôi chuyện này đánh lâu rồi. À, con quay chiến thắng là ngọn lửa hoàng kim dòng chuyên nghiệp. Tiếp theo mình cho cú đấm thép đấu với phi tiêu ảo ảnh. Con quay này nó có cái đế quay mà nhảy tưng tưng ấy. Và mới vừa ra trận thì đã bị đánh cho bay rồi. Và trận này cú đấm thép thắng nha. Tiếp theo mình cho một con quay chế khác nữa là đâu rồi, thánh thiên cực DS. Con quay này mình mua khi là mua kèm sống thần ma ngọc ấy, được tặng hay mua sống thần ma ngọc. À, con quay chế này thôi nha. Tiếp theo mình cho sóng thần ma ngọc đấu với tượng ảnh thần binh.
Và chữ này thì hòa nha. Tiếp theo, mình cho 550 mảnh đấu với càn khôn tuyệt kim. Ở trận này càng không tuyệt kiếm thắng nha. Tiếp theo mình cho thiên ánh sáng đấu với khai thiên thần phủ. Ở chữ này thì khai thiên thần phủ thắng nha. Mà không biết nó có bị chốc sơn không nhá. Bên bị chốc một chỗ đây. Mình chỉ bị chốc một chỗ thôi. Tiếp theo mình cho sát sấm sét đấu với lưỡi hái vô hình. Và sẽ sắm xét thua nha. Tiếp theo mình cho áo giáp uy mãnh đấu với thiên điểu khoe mông. Ở trận này thì thiên điểu khoe mông thôi nha. Mình sẽ cho đấu một trận với dạng biến hình. Chuyển đổi vòng chiến đấu. Và dù là dạng tấn công hay dạng phòng thủ thì thiên điểu khoe mông vẫn thua rồi. À, bây giờ sẽ đến với con quay thần săn cuối cùng và cũng là và con quay chiến binh cuối cùng luôn. Đó là siêu thủ thần công và kim xà bí kíp.
Mà con ngoài kim sao với kim thắng nha. Tiếp theo sẽ đến với con quay dòng S, cánh chim bảo lâu S và cánh chim bảo lâu S. Mà cái đế này là đế đế chân rồi nha, chứ nó không không có mà chuyển đổi tấn công cân bằng gì đâu nha. Tại cái đế này là cái đế cũ của tôi hồi 2016 ấy, nó bị hư rồi. Mình dính băng dính kêu 502 nó lại luôn rồi, giờ nó không có thọt ra hay thọt vô ở đâu. Với lại cái cục lò xo bên trong nó cũng mất luôn, cái trụ mình nâng nó cũng gãy luôn rồi. Với lại mình thay cái này là cho nó giống thật thôi, chứ không phải là mấy cái mà cục cam cam mà in 3D. Nó vẫn di chuyển được nhưng mà không kéo kéo vào kéo ra được thôi. Bây giờ mình sẽ cho đâu thôi. Và con quay thô là cánh chim bảo lộc S. Tiếp theo ngọn lửa hoàng kim S và thánh ngọn lửa sấm sét S. Và con quay ngọn lửa xuống CS thôi nha, con quay ngọn lửa hoàng kim S lại thắng. Và bây giờ mình sẽ cho đấu trận cuối cùng của video này, đó là vô băng Salam S và ngọc băng Salam chứ. Cái con mà thánh khiên cực địa S thì nó cũng hơi rồi, gãy cái vòng chiến đấu rồi. Giờ mình xoay nè, chỉ có ba cái mà thục ra thôi, chỉ có ba cái thục ra thôi, chứ cái này nó không có thục ra đâu, bởi vì nó bị gãy cái vòng chiến đấu bên trong nè. Các bạn thấy không, cái chỗ này nó có màu xám xám ấy là chỗ bị gãy ấy, chứ bình thường nó lòi ra một cái cục như vậy nè, một cái cục màu đồng, màu đen đen vàng vàng. Còn con thánh thiên cực DS thì mình có cho đấu hồi nãy rồi, con quay này đánh thắng nha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ cho hai con quay này đấu với nhau nha. Công nhận mấy con quay này mà nó để lâu thì nó càng dở mấy, kiểu như chứ là mình bị gãy hết 7 con rồi. À 8 con chứ, cánh chim bảo lộc S nữa.
À, con quay thô đó là Ngọc Băng Salamis. Vậy là hôm nay mình cho đấu 32 trận, anh à, nhầm. Đấu 16 trận với 32 con quay. Thì có 15 con quay là thắng. Tức là có 14 trận thắng. Ủa? Nhầm tí. À không nhầm, mình lộn ấy. À, hôm nay thì mình cho đấu 32 trận, 32 con quay với 16 trận thì có 10, có một, có đúng một trận hòa thôi. Đó là trận của Sóng Thần Ma Ngọc và Tượng Ảnh Thần Binh. Và đây là những con quay thắng nha. Đây là 10 con, 15 con quay thắng nha. Đây chính là 15 con quay thắng. Và đây là 15 con quay thua. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay nhớ like, share video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh nha. Và tiếp đến thì mình sẽ ít ra video hơn nha. Tại vì mình bận lắm, bận nhiều thứ lắm. Chào tạm biệt.